Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Và trong cái lúc mà bọn mình thu cái podcast này thì cái sentiment, cái tâm lý của thị trường không thể nào xấu hơn được. Nhưng mà bọn mình vẫn ở đây, mình với một gương mặt quen thuộc vẫn sẽ ở đây và trò chuyện với các bạn về một số cái câu chuyện đang xảy ra trên thị trường. Nhưng mà trước đó thì xin chào Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Rất là vui khi còn tiếp tục được đồng hành với Phong và ngồi nói chuyện về những cái vấn đề của thị trường trong tuần này. Một cái tuần nó cũng khá là, mình dùng cái từ là challenging, khá là thử thách. Nhưng mà hy vọng là khi mà chúng ta dành đủ thời gian tìm hiểu thông tin và bình tĩnh trong giai đoạn này thì chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn tạm thời của thị trường. Thì không biết nói gì hơn, thì trước tiên thì cảm ơn anh em đã dành thời gian đồng hành cùng bọn mình trong một cái giai đoạn mà nó cũng khá là khó khăn hiện tại ha. Tại vì thực ra thì những cái dự án mà trong cái lúc mà giai đoạn xấu như thế này á, thì thường mọi người đùa với nhau là lúc mà thị trường bear market á, là cái lúc mình đi tìm hidden gem. Nhưng mà gần như là gem nào thì gem thì gem tốt thì chia đôi chia ba, mà gem xấu thì chia năm chia 10. Thì nó là một câu chuyện khá là ối giời ơi, khi mà có nhiều cái thứ mà bọn mình thấy thực sự khá là thất vọng với một vài cái dự án. Nhưng mà chắc là bọn mình sẽ nói câu chuyện đó ở sau. Nhưng mà để mà nói cái câu chuyện lớn nhất của tuần này thì bỏ qua những cái dự án DeFi nhỏ thì chắc là chúng ta sẽ tập trung vào cái lá cờ đầu của thị trường DeFi hiện tại, đó là Ethereum. Với cái câu chuyện là nếu mà các bạn follow trên Coi 68 thì cũng có thể đọc, bọn mình đã có nhắc đến cái chủ đề này vài lần rồi. Đó là ETH bị depeg trên Lido Finance, thì Lido DAO. Thì chắc là nhờ Nguyên tóm tắt lại một số cái diễn biến của cái sự việc này để cho các bạn có thể có một cái bức tranh chung về thị trường ha. Đầu tiên thì nói về ETH của Lido thì cái câu chuyện nó không phải là mới đây, mà câu chuyện nó cũng khá lâu rồi, cách đây khoảng một tháng từ cái hồi mà Luna USD nó sập á, thì thị trường nó cũng hơi biến động một xíu và cái tâm lý thị trường thì nó cũng xấu dần. Thì từ cái giai đoạn đó thì STETH nó bắt đầu depeg so với lại Ethereum. Thì STETH thì chắc là nhiều anh em mà theo dõi DeFi thì cũng có biết rồi, tức là đây là một cái đồng khi mà mình gửi Ethereum, mình gửi vào Lido thì họ sẽ trả lại cho mình cái đồng này để mình gọi là như là cái giấy chứng nhận vậy đó, là mình đã tham gia và mình stake vào Ethereum 2.0. Thì cái giai đoạn Luna với USD nó đâm á, nó sập á, nó cũng có một cái lực gọi là cũng khá từ STETH chuyển sang Ethereum. Thì cái này thì mình nghĩ là một phần do các cái tổ chức lớn, các cái tay to thì họ cảm thấy là STETH nó không đủ thanh khoản thì họ muốn thoát về Ethereum. Đó, thì cầm Ethereum trong tay thì xử lý nó sẽ dễ hơn, đúng không? Tại vì nó rất là nhiều pair, nó rất nhiều cặp. Một trong những cái lý do mà mình nghĩ là cốt lõi thì đó là do rất là nhiều các cái farmer họ thực hiện cái vị thế đòn bẩy của mình. Thay vì thì mình chỉ cầm một đồng Ethereum mình stake vào Lido, mình nhận ra một đồng STETH, sấp xỉ một đồng STETH, thì họ lại nghĩ ra một cái gọi là một cái vòng loop. Đó, tức là một cái IQ nó cũng 200, 300 gì đó. Thì họ bắt đầu lấy STETH xong họ thế chấp vào AV của cái nền tảng lending. Thế chấp vào xong rồi họ vay Ethereum. Đó, vay ra một cái lượng Ethereum khác. Xong rồi họ cầm Ethereum này, họ tiếp tục stake vào Lido. Stake vào Lido thì Lido lại tiếp tục trả về cho họ cái STETH, đúng không? Thì họ cứ tiếp tục cái vòng lặp đó, họ cầm STETH lại bỏ vào AV và lại vay ra Ethereum. Thì nếu như mà bình thường chúng ta thấy thì cái hoạt động này cũng như kiểu là degen bình thường thôi, tức là farm loop, gọi là xoay vòng liên tục, đúng không? Thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà về khía cạnh gọi là tài chính á, thì hiểu nôm na cái hoạt động này nó giống như bạn là đang short Ethereum bằng cái tài sản thế chấp là STETH, đúng không? Thay vì anh em trên sàn future thì cầm USDT thế chấp và bán short các cái loại tài sản như Bitcoin hay là Ethereum, thì cái vị thế này nó cũng tương tự như vậy, nó cũng sẽ được hiểu như là mình thế chấp STETH vào và mình
short run 7 với Ethereum. Thì khi mà STETH mà nó bắt đầu giảm giá so với Ethereum á, thì bắt đầu những cái hoạt động thanh lý nó sẽ diễn ra. Thì nó cũng giống như việc mà chúng ta long short ở trên sàn thôi. Khi mà cái biến động giá nó đi ngược lại với cái predict, cái kỳ vọng, cái vị thế ban đầu của nó. Ừ đúng rồi. Thì sẽ bắt đầu có những cái vị thế nó bị thanh lý. Và rủi xui một cái á, là STETH á, khi mà ví dụ như STETH mà nó cao hơn một Ethereum đi, người ta có thể cầm Ethereum, người ta stake vào, người ta lấy một STETH ra và người ta bán cái STETH đó ra Ethereum, thì họ vẫn dôi ra được một đoạn nếu như mà STETH đó trị giá nhiều hơn một Ethereum, đúng không? Nhưng mà khi mà STETH gọi là nó giảm dưới Ethereum thì cái câu chuyện nó không có một cái incentive để nó kéo về ngay lập tức được. Tức là cái việc mà redeem từ STETH ra Ethereum thì nó cần một khoảng thời gian lận, nên là nó không thể gọi là nó không có một cái lực để kéo cái back về lại 1-1 với Ethereum. Thì đoạn này nó cũng khá là khó hiểu, nhưng mà anh em hình dung là nó sẽ có một cái áp lực để đè giá xuống, nhưng mà nó không có cái áp lực để kéo giá lên. Nói gọn là như vậy. Thì cái STETH này tiếp tục nó debate từ cái mức mà 3% hồi Luna UST nó mới sập, thì bây giờ nó đã debate tới 5% rồi. Và mọi người đang khá là lo ngại là tại vì cái tường thanh lý á, thì nó đang phủ rất là dày ở khu vực 0.89 đến 0.9. Và để cho các bạn hình dung là con số debate này nó nguy hiểm như thế nào, thì thực ra là những cái lúc đầu tiên khi mà UST debate với lại đồng đô khỏi mức $1, nó cũng chỉ debate có 2-3% thôi. Thì bây giờ có cái con số của STETH và ETH thì nó cũng đang ở cái mức đấy rồi. Và chắc chắn là mọi người đang sợ kịch bản này nó sẽ lặp lại, đúng không? Khi mà kiểu người ta bank run á, người ta tháo chạy á. Mình thấy thì ở trên Twitter mọi người cũng khá là hoảng sợ, nhưng mà chúng ta cần hiểu một chút về cái khái niệm backing. Thì USD thì nó backing bởi Luna, nhưng mà cái cách backing này nó không gọi là nó không logic, và nó không giống như cái cách backing của ETH và STETH. Cái ETH được Lido bảo chứng là nó được stake vào Ethereum luôn, tức là nó rất là, mình hiểu nôm na là nó sẽ cứng hơn rất nhiều so với việc là dùng Luna để bảo chứng cho UST trong cái trường hợp mà nó đã sập thị trường cách đây khoảng 1 tháng. Thì nói như vậy để thấy là nếu mà xét về mặt gọi là tài chính á, thì về mặt giá trị á, thì không thể so sánh cái sự kiện debate này với sự kiện của Luna UST được. Và cá nhân mình thì nhận định là chắc là do gọi là các tay to thì họ muốn thoát tạm ra Ethereum để họ tiện đường xử lý hơn. Ví dụ như mà thị trường có biến động xấu gì đi thì họ cầm ETH thì nó vẫn sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều so với cái đồng ST. Thì đó là lý giải tại sao mà nó cứ duy trì ở mức hiện tại, nhưng mà nó không đến nỗi mà về không như là Luna UST. Nhưng mà về cơ bản thì cái câu chuyện này nó có phải là lý do giải thích cho cái việc mà Ethereum giảm trong những ngày gần đây không? Mình nghĩ là một phần đó, tại vì mình không biết nha, nhưng mà có một cái dòng tweet họ cho rằng là cái STETH được Alameda họ thoát về Ethereum, và họ thoát ra để làm gì thì nhiều khả năng cũng là để họ balance lại cái vị thế của họ thôi. Tức là chắc là họ sẽ kỳ vọng nó khá xấu trong thời điểm sắp tới cho thị trường. Nhưng mà cũng disclaimer luôn là cái địa chỉ đó thì Etherscan họ để cái tên là Alameda, nhưng mà nó là một cái dấu chấm hỏi nha. Tức là họ không confirm về điều đó, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà đã có những cái vị thế mà nó khá là lớn, những cái sai lệnh nó khá là lớn, swap từ ETH sang Ethereum, thì mình nghĩ là nó cũng là một cái phản ánh lên cái góc nhìn của các tay to về thị trường sắp tới. Họ đang dự phòng một cái rủi ro nào đó, thì maybe thị trường cũng thấy vậy, họ sợ thì họ bắt đầu thoát khỏi cái vị thế của mình thôi. Thì nó cũng là một trong những lý do mà kéo giá Ethereum đi xuống ở thời gian gần đây. Và có một cái rất là trùng hợp nữa là cái tin về testnet Robstan mới được tích hợp thành công trên mạng lưới Ethereum. Tức là những cái câu chuyện này nó xảy ra khi mà Ethereum đang chuẩn bị cho một cái sự thay đổi lớn, đúng không? Thay đổi lớn về cái mặt công nghệ của bản thân mình. Và như mọi người có follow con số 8 thì có thể đã đọc được là ngày 8 tháng 6 thì bọn mình có cập nhật là nâng cấp Dermos đã triển khai thành công, nhưng mà trên testnet thôi. Thì về cơ bản thì đấy là một tin tốt, tại vì nó là một cái bản cập nhật được chờ rất là lâu rồi, nhưng mà nó cũng không đủ lực để đẩy giá của Ethereum lên.
Thì Nguyên thấy sao về cái lộ trình phát triển của Ethereum trong thời gian tới? Tức là cái lộ trình này thay đổi khá là nhiều, và đến có khi mà cái podcast này đến tay các bạn thì nó lại có một cập nhật mới nữa mà bọn mình chưa cập nhật kịp. Đúng rồi. À, thời điểm mà bọn mình thu cái podcast này thì xuất hiện thêm một cái tin nữa, đó là họ đã xác nhận là lùi cái thời gian triển khai bom độ khó ở trên mainnet. Hình như là lần thứ 5, thứ 6 gì lùi rồi. Mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà dev của Ethereum thì lùi thì nó là chuyện quá gọi là bình thường rồi. Thì họ lùi cái thời hạn này 2 tháng, và mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đâu đó tới cái timeline, cái kỳ vọng là The Merge sẽ thực hiện vào cuối tháng 8. Thì theo plan hiện tại thì The Merge sẽ triển khai trên mainnet vào cuối tháng 8. Tuy nhiên sau cái sự cố này thì sau cái việc mà dời thông báo dời như thế này thì hiện tại thì đội ngũ dev thì họ không confirm đó, nhưng mà mình nghĩ thì nó sẽ bị kéo lui á, tại vì Ethereum hiện tại thì cái vị thế của họ nó khá lớn rồi, họ làm nó cũng sẽ phải kiểu hơi rén rén một xíu, hoặc là có một cái lý do nào đó đằng sau đó mà mình không biết. Nhưng mà vì cái quy mô của cái mạng lưới nó quá lớn nên là bây giờ muốn làm cái gì đó thì nó cũng sẽ phải rén rén một xíu, và họ testnet rất là nhiều thứ. Sau Robstein này thì nó sẽ còn hai cái cột mốc testnet nữa. Thì đó là cái thông tin cơ bản về cái lộ trình này của Ethereum, và cá nhân mình nghĩ thì sẽ còn dài nữa. Nhưng mà về dài hạn thì mình nghĩ đây vẫn sẽ là một cái cột mốc rất đáng chờ đợi trong thời gian tới. Sẽ có rất nhiều thứ thú vị xoay quanh cái mạng lưới của Ethereum. Mình nhớ là cái buổi tối hôm đấy mình cũng ngồi mình coi livestream của mấy ông dev nói chuyện với nhau, nhưng mình không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Chỉ có biết là cái đồng hồ nó đếm ngược đến từng block thôi. Để nói về cái Robstein á, thì nhiều anh em cũng thắc mắc là tại sao mà nó bị delay liên tục. Đó là tại vì cái hôm đó là anh em hình dung là cái The Merge nó sẽ không ấn định dựa trên cái số block. Tức là mình không triển khai cái The Merge đó ở một cái block số, ví dụ như block 100 hay block 101 gì đó. Nhưng mà họ sẽ check một cái thông số, đó là TTD. Thì cái này hiểu nôm na là cái tổng hash của cái mạng lưới tính đến thời điểm của cái block đó. Thì cái này nó sẽ giúp mạng lưới là track được là đến cái mức độ khó như thế này, độ bảo mật như thế này, thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển từ BOW sang BOS. Thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc là ấn định một cái block nào đó, đúng không? Ví dụ như ấn định một cái block nào đó mà cái độ khó đào coin nó không đủ thì nó bị tấn công mạng lưới, sau đó có một cái thế lực nào đó. Đó cũng là một cái cách, một cái tính toán rất là hay của Ethereum, đúng là não to thật, đúng là không hổ danh là trùm cuối của DeFi. Nhưng mà thì cái câu chuyện là hôm đó ở trên Robstein có một ông nào đó, tại vì Robstein là một cái testnet mà cái hash power trên testnet thì nó rất là rẻ, nên là mọi người mua. Có một ông nào đó, ông mình nghĩ chắc là cũng để loan tin ở phút ra thôi, hoặc là phá cái lộ trình này. Thì ông này ông mua hash power, tức là ông đẩy cái hash power lên cao hơn so với mức thường lệ, thì lúc này nó sẽ bị rối loạn cái mốc ấn định ban đầu của đội ngũ, thì bắt đầu đội ngũ sẽ phải quay trở lại và làm lại cái timeline đó. Nhưng mà thì hopefully là nó vẫn lên Robstein. Nó vẫn lên Robstein một cách gọi là đúng lộ trình. Nhưng mà với mainnet thì mình nghĩ là nhìn nói nãy thì có thể nó sẽ có một chút dịch chuyển gì đó. Thì cộng với những cái thông tin nãy giờ thì nó cũng gần như là một biển phút rồi. Nó cũng rất là tiêu cực. Nó vẫn chưa là gì so với một trong những dự án layer 2 tộc hàng lớn nhất của Ethereum, đúng không? Đó là cái câu chuyện của Optimism. Mà thật sự là khi mà các bạn đọc kỹ về cái trường hợp của Optimism, các bạn sẽ thấy giống như là một đám sinh viên đang làm một cái dự án cuối kỳ vậy, chứ không phải là một cái dự án mà có cái vốn hóa 200 triệu đô và được rất là nhiều người kỳ vọng. Theo mình tìm hiểu thì nó là một cái sự trúc chắc ở trong cái multi-chain. Tức là hiểu nôm na là khi một cái contract mà nó được một cái multi-sig, multi-sig là đa chữ ký, một cái ví multi-sig mà nó được triển khai ở trên Ethereum, thì nó sẽ có một cái địa chỉ riêng
Nhưng mà khi mà triển khai cái đó lên một cái trên EVM khác thì nó sẽ ra một cái địa chỉ riêng, nó không có giống như cái địa chỉ ví EOA, tức là cái địa chỉ ví mà người dùng mà bình thường mình hay dùng á. Nếu như mà cái địa chỉ ví cá nhân EOA thì nó sẽ giống nhau ở trên tất cả các trên EVM đó, ở Ethereum và ở trên L2 thì nó sẽ là cùng một địa chỉ. Nhưng mà khi mà generate từ một cái contract hoặc là một cái ví multisig đi thì lên một cái chain khác thì nó sẽ ra một cái địa chỉ khác, và cái này thì đã bị gọi là hacker họ thấy được á, nên là họ hẳn tay trên thì họ nhanh hơn, họ theo dõi cái quá trình này thì họ hẳn tay trên là họ tạo ra một cái ví, họ thu được tiền từ Wintermute về cái ví của họ. Thì sau một hồi thì có nhiều, rất là nhiều cái drama xoay quanh vụ việc này, thì hacker cũng đã trả tiền. Và thực ra các bạn biết tại sao hacker trả tiền không? Tại vì về cơ bản là cái ví đã bị đánh dấu rồi. Bị đánh dấu mà hacker lại cầm 20 triệu đô là 20 triệu đô Optimism mà không đủ thanh khoản để bán. On-chain thì thời điểm đó mình check thì Optimism khoảng có 4 triệu đô ở trên Uniswap thôi, thì cái đó thì nó quá là ít để thanh khoản cái đống Optimism, mà chuyển lên sàn thì đâu có chuyển được tại vì hacker mà. Cơ bị ví bị đánh dấu rồi. Với cả cái câu chuyện đó nó settle down lại là bởi các bạn, nếu là thanh khoản 4 triệu đô đúng không, tức là các bạn swap tối, các swap chắc được khoảng 1-2 triệu thì đúng là hacker đã trả lại, giữ lại đúng 2 triệu Optimism thôi, còn lại là gửi lại hết, trả cho dự án, kêu thôi bố mày trả, có gửi lại một có gửi 1 triệu cho Vitalik nữa thì vẫn giữ là giữ đúng 2 triệu đô, à 2 triệu thì, Optimism thì không biết cái drama này nó như thế nào đó. Mọi người bảo là cái này là dàn xếp rồi các thứ, nhưng mà thôi thì chịu thôi. Cái này thì nhiều cái câu chuyện nó phía sau hậu trường rồi, thế mình nhưng mà cá nhân mình nghĩ thì cái đó là cái lỗi thật, tại vì cái tình tiết mà swap ra không đủ thanh khoản và xong trả lại tiền đó, thì cái đó là có khi là thật đấy, nên là nó không phải là dàn xếp mà kiểu gọi là hack chơi cho vui, dép tự hack xong rồi tự tạo drama để xả token các thứ. Nên là câu chuyện của Optimism thì cũng vô tình, họ vô tình họ ra token vào cái thời điểm mà market khá là xấu. Nhưng mà lại nói đến câu chuyện của Optimism đi, thì mọi người vẫn đang rất là tranh cãi, rất là cộng đồng Ethereum mà trên Twitter mọi người cũng nói chuyện khá là nhiều là tại sao Optimism lại phải ra một cái token, use case của cái token này là gì, và Optimism ra cái token đúng cái lúc thị trường xấu và họ cũng phải trả lời cho câu hỏi đấy. Vậy thì Nguyên là một người có nhận được drop của Optimism, từ góc nhìn của Nguyên thì Nguyên thấy đâu là cái động lực tăng trưởng cho giá token của Optimism, chưa nói đến những cái technical hay là những cái mô hình các thứ nha, thì với Nguyên thì đâu là cái động lực để mà OP có thể tăng? Mình nghĩ thì thời điểm hiện tại khá là khó cho Optimism đó, do market chung nó đã như vậy rồi. Nhưng mà mình có đọc một vài cái bài viết liên quan đến use case của token L2, token L2 á, thì thấy là trong tương lai thì họ có thể dùng nó để làm fee sharing token, tức là hiểu nôm na là mình không dùng OB để trả phí cho các cái sequencer, cho những người xác thực ở trên đó, nhưng mà mình có thể stake OB vào, sau đó thì cái mạng lưới L2 thì họ sẽ gọi là, tức là họ sẽ có một cái bài toán về cost và revenue và cost và profit riêng của họ, tức là họ sẽ dùng tiền để trả cho cái chi phí xác thực cho L1 và thu doanh thu từ người dùng, xong rồi dùng một phần để trả phí cho L1 và giữ lại một phần profit riêng, thì cái profit này thì có thể accrue vào cho cái mạng lưới của L2. Thì cái đó là một trong những cái mình đọc thì thấy là một trong những cái hướng đi mà các cái L2 có thể sử dụng, thì nó cũng sẽ là một cái cách để L2 token họ accrue được value. Tuy nhiên là cái này thì nó cũng tùy thuộc vào user và cái mạng lưới đó nữa. Thế là nhiều, rất nhiều trường hợp rồi, rất nhiều trường hợp mà airdrop token ra thì mọi người xả hết và mọi người không back về lại sử dụng cái sản phẩm đó nữa, thì cái đó nó là những cái vấn đề nó liên quan đến bản thân cái business và bản thân cái sản phẩm, cái hệ sinh thái của cái L2 đó nữa, chứ nó không hẳn là về mặt gọi là tokenomics riêng không đó. Thì đó là cái góc nhìn của mình về cái vấn đề L2 token, một vài cái update, tại vì cái vấn đề này cũng nói rất là nhiều
nhiều số rồi ha, mình nói cũng nhiều tuần rồi, thì mọi người cũng nói là tại sao OB không dùng để trả phí rồi các thứ, thì cũng là một cái thông tin để coi như là có thể một cái topic để anh em cùng thảo luận về cái vấn đề này. Nhưng mà cái câu chuyện mà bọn mình nói nãy giờ về Ethereum á, là Ethereum nó là có cái vai trò là cái người dẫn đầu của cái mạng DeFi này, và như như người nói đó, cái use case của token L2 hiện tại vẫn chưa có một cái case study thành công nào cụ thể cả, và các cái dự án vẫn đều đang phải vừa đi vừa mò xem coi là cái bước tiếp theo thì có lao thẳng xuống vực không, hay là mình sẽ làm được những cái gì. Cho nên là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là theo dõi thôi. Và macro hiện tại nó cũng khá là xấu, nên là mọi cái bọn mình hay nói vui là mọi tính toán đều đúng sai rồi, tính toán đều sai khi đau trên hết. Nên là cái này thì cũng gọi là tình hình chung thì đôi khi nó sẽ phản ánh lên giá của rất nhiều các cái dự án ở thời điểm hiện tại, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào Bitcoin, đúng không? Anh em cũng biết rồi. Cái mà mình nói ở đây đó là để gọi là mình theo dõi cái hoạt động cũng như là cái mô hình business của các dự án ở trong thời điểm này, để có thể đưa ra được những cái đánh giá và gọi là những cái chuẩn bị cho biết đâu là một cái cơn sóng trong thời gian tới. Chứ nó không hẳn là câu chuyện là hôm nay thị trường nó đâm rồi chúng ta sẽ rời bỏ thị trường rồi các thứ, thì nó cũng không đến nỗi tiêu cực như thế. Tức là ở những cái thời điểm như hiện tại thì chúng ta có thể ngồi xuống và chúng ta gọi là analyze lại những cái điểm mạnh điểm yếu riêng của từng cái mô hình. Thật sự là cái này bọn mình có nói nhiều trong trong các video khác của Gói 68 rồi, cả video cả podcast. Nhưng mà các bạn, chúng ta nên đầu tư vào những cái thứ mà chúng ta hiểu thôi. Ví dụ như như cái câu chuyện của Optimism á, có thể mọi người sẽ có đọc qua vài cái phân tích cơ bản ở đồng này là cái gì, nó làm cái gì, rồi traffic của nó là như nào, xong rồi volume của nó là bao nhiêu, xong rồi mới ra token được lên các sàn lớn. Nhưng mà nó là cái câu chuyện của dự án và những cái tokenomics, hay là những cái quyết định mà liên quan đến sự sống còn của một dự án, nó có thể thay đổi chỉ thông qua chỉ vài ngày thôi. Thì khi mà ví dụ như một cái đề xuất của một dự án được thông qua và người ta approve đủ nhiều trên hệ thống, thì hoàn toàn nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và nếu như các bạn cảm thấy là mình không thể nào follow kịp những cái thông tin của dự án ấy, thì tốt nhất đừng có đầu tư vào. Thực ra có một cái ý này mình cũng muốn nói, đó là cái này là cũng là một cái bài học của mình trong cái giai đoạn mà thị trường nó down như thế này. Tức là về cái vấn đề chúng ta theo dõi cái revenue của dự án đó, thì thường thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện là dự án sẽ accrue value thông qua cái hoạt động, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải theo dõi revenue, rồi theo dõi nếu mà các cái DEX thì nó là volume. Nhưng mà mình không ước chừng được cái giai đoạn mà nó downtrend đó, thì cái volume nó bị kéo theo đó, thì mình estimate cái volume ở thời điểm mà cái thời điểm uptrend, khi mà thị trường sôi động, đúng không? Dạ dạ, lúc mà thị trường nó đang sôi động á, thì cái analyze volume, analyze tức là một cái mình tạm dịch nó là tính tổng theo năm á, tức là thay vì nó đang có 3-4 tháng vậy đó, đúng không? Thì chúng ta analyze tức là chúng ta lấy cái trung bình đó, chúng ta tính lên theo năm, thì lúc mà thị trường sôi động á thì cái analyze nó rất là đẹp. Nhưng mà khi mà thị trường nó hơi trụng xuống một xíu thì volume bắt đầu nó xuống đi, thì lúc này cái hoạt động bản thân một cái dự án thì nó cũng là một cái hoạt động kinh doanh mà, đúng không? Thì cái analyze hoặc là cái volume ở cái thời điểm đó thôi, nó cũng sẽ bắt đầu kéo dần đi xuống. Và chúng ta gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy rồi, hầu như tất cả cái dự án ở trong thị trường thì nó đều bị kéo theo như vậy. Và chính vì cái kết quả hoạt động như vậy thì về mặt gọi là phản ánh theo giá thì nó cũng sẽ bị kéo xuống như những gì mà chúng ta đã thấy thời gian gần đây. Và đặc biệt là như nãy giờ bọn mình nói á, thì khi mà thị trường nó đâm á, thì đặc sản là food mà, mọi thứ nó ra rất là nhiều, nên là mình cũng cần phải bình tĩnh để mình tìm hiểu những cái food này như thế nào, cái lý do đằng sau của cái food đó là sao, và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái token. Ví dụ như
mình hiểu về cái cấu trúc của cái dự án đó thì mình sẽ biết được là mặc dù nó phút như vậy nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng một cái phần nào đó ở trong cái dự án thôi, nó không phải là của cái token đó. Ví dụ như giờ nếu mà có ra một cái tin mà là ông hacker nào đó ông có thể min ra rất nhiều token đi chẳng hạn, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung, thì cái đó cái phút có thể thực sự kill dự án, kill cái token. Nhưng mà một vài cái phút nó ra nó kiểu như là nó hơi vu vơ, giống như câu chuyện của STETH hồi nãy mình với Phong có đề cập, thì mình sẽ cần phải tìm hiểu những cái gọi là những cái background sau đó để mình hiểu là cái logic nó là như thế này, nó vận hành như thế này, thì sau đó nó có quay về back hay không. Thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ xoay quanh những cái phút gần đây của thị trường. Cuối cùng thì mong các bạn vẫn bình tĩnh và có những cái đánh giá nó đủ sâu, nó đủ insight về thị trường để đừng có đưa những quyết định đầu tư nó quá mạo hiểm và nó sẽ khiến cho các bạn kiệt sức đến mức mà không thể nào theo kịp với thị trường khi mà up trend trở lại. Đúng rồi. Chắc là mình cũng không mong muốn gì hơn là tuần sau lại được tiếp tục gặp lại anh em trong DeFi discussion, chứ tuần sau mà thị trường nó gần như lỡ biến mất thì toàn quá, đúng không? Nhưng mà tuần sau sẽ tiếp tục được gặp mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nhé.